Ủa, hôm nay mùng 1 mà anh phải mặc màu xanh chứ, sao anh lại mặc màu trắng? Có, hôm nay anh có mặc màu xanh mà. Xanh đâu? Xanh chỗ nào? Thì hôm bữa anh có mua cho anh mấy con mùi xịp gì của nhà Boxman nè. Thì hôm nay anh mặc màu xanh. À đúng rồi, mà xuống đây em nói nè. Hồi bữa em đi coi đi cơ thầy, thầy kêu anh phải mặc màu xanh nè. Màu xám, màu đen và màu xanh chì. Thì công việc mới thuận. Thì công việc mới thuận lợi, sự nghiệp mới phát triển, tiền tài phú quý mới tới. Anh nhớ mà, biết á là phải theo phong thủy, nhưng mà còn phải thoải mái nữa nha vợ. Bởi vậy em mới chọn Boxman cho anh đó. Vợ anh là nhất. Thôi, anh đi làm nha.